Mệt. Coi em biểu diễn không? Coi em biểu diễn á. À chưa vô khai nước rồi. Ê, cho anh lái con đó đi. Coi cái đây. Cho anh. Đổ là thả ra, thả ra, lẹ 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 lẹ. Mày kiểu, mày kể chủ đấy. Cái game này chơi gì đây ta? Em nhà xuôi mất rồi. Nhà xuôi cái gì thế? Cho nè. Không cho anh. Thiệt. Thiệt không cho anh. Thiệt. Sao mới nâng đúp vậy? Mới nâng đúp mày lên nó quýnh sao mất? Nấp tìm mắt này anh cho anh. Lát này bình thường không đánh. Kêu. Mệt ơi. Biết cọt thì không vô. Một thì nó cứ đúp. Nói gì vậy, Yasuo đơ đi. Quýnh về là biết chơi chưa? Hả anh em? Quýnh về là biết chơi chưa? Trời ơi, cái gì? Tớ 4-0 vậy? Cái gì vậy? Hả, à, bên kia diễn viên hả? Mở thời diễn viên rồi, cái gì đây? Cứ 5 farm 9 con, 0-4. What the hell? Diễn viên. Sao? Còn nói gì dặn cho su không? Biết chơi không? Biết chơi không hả? Sao? Chơi game không biết binh level lên tới nó phải 80% rồi. Không. I want to die. Mà được hả? Chưa được, mất ơi, mất cho anh, chưa được. Người ta đi ra canh gò kìa. Nice.
sát nhẹ ha. Ai sợ chém gì chém chuối vậy làm gì gọi nhẹn sẽ giả coi mất coi em biểu diễn không coi em biểu diễn á à chưa vô khai nứt à ê cho anh lái con đó đi rồi ra đây giống gờ xe on đó cho anh nổ là thả cái lẹ 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 mấy kiểu mấy kiểu xưa nếu cho lái thì sao được ai chứ à mấy kiểu